tán tỉnh thì quan tâm chăm sóc, nhưng đã yêu rồi thì lại trở nên vô tâm. Thực ra bây giờ quay lại cái bài toán đầu tư. Khi mà các bạn quen bạn gái thì các bạn sẽ phải đầu tư đúng không? Không chỉ là thời gian và lẫn là tiền bạc đúng không? Và cái người bạn trai mà em đã từng quen thì cũng như vậy. Em gặp bạn đó trong cái hoàn cảnh là em đi chơi chung với lại một nhóm bạn. Thì bạn này mới thích em. Bạn đó tặng cho em một món quà. Đầu tư rồi, cái đó là đầu tư rồi. Và em thấy cái món quà đó là một món quà có giá trị. Tôi bị chốt lời. Một chiếc lắc tay. Nói chung là người ta có đầu tư, cuối cùng có dính không em? Từ từ, cái này phải từ từ. Cái này là dính là chắc rồi. Dính đúng không? Dính không? Dính. Rồi. Tới cái đoạn sau nè. Cái đoạn sau là cái đoạn vô tâm là như thế nào nè? Coi như là dính rồi, chăm sóc ân cần là hiểu rồi. Bạn này là một người đầu tư rất là nhiều. Bạn này tặng quà cho em nè, tặng quà cho em rất là nhiều luôn, có nghĩa là tìm hiểu là Tường Vi thích cái gì qua những người bạn của em và dành rất nhiều thời gian cho em. Em cũng đồng ý quen và bạn này theo đuổi em trong vòng 2 tháng. 2 tháng là một khoảng thời gian em nghĩ là nó không có ngắn đâu. Chính xác. 2 tháng. Đúng rồi. Anh đồng ý với xã hội hiện tại, với số tuổi hiện tại của chúng ta nữa. Nhưng mà khi quen rồi, chỉ vừa mới quen được khoảng 1 tháng là bạn đó giống như là một trang giấy đã, bạn đó lật sang một trang khác một cách bất ngờ mà em không thể nào mà em tin được. Bạn đó bắt đầu vô tâm, không thèm nhắn tin, không thèm nhắn tin chúc ngủ ngon, không thèm nói chuyện nhiều hơn với em. Có nghĩa là nguyên ngày á bạn đó bị mất tích luôn á. Một tuần bọn em chỉ gặp nhau khoảng được 2 lần thôi. Có nghĩa là khi mà gặp nhau ít như vậy thì mình, con gái mình rất là cần cái sự quan tâm qua tin nhắn hay là qua điện thoại này nọ kia thôi. Và thậm chí là có một lần bạn đó đi công tác ở nước ngoài đến 3 tuần thì bạn đó về. Và thường á, em nghĩ là khi mà con trai mà thương con gái thì đáng lẽ là phải gặp bạn gái đầu tiên. Khoảng 2-3 ngày sau bạn nó mới nhắn tin rồi em đi chơi. Quen rồi á hả? Quen rồi. Nhưng mà đó là sự vô tâm. Nhưng mà bạn có trao lại cái tính vật gì cho người ta chưa? Em là một người khá là sòng phẳng. Có khi bạn đó tặng quà nhiều cho em thì em cũng sẽ là tặng quà lại cho bạn rồi, đó. Em không bao giờ mà cái kiểu mà nhận là quê rồi đó. Nhiều lúc là tại vì đầu tư vốn ban đầu nặng quá đó. Lúc mà được rồi tao là tao chờ đợi tao lấy mà lại. Em thắc mắc bây giờ nè. Cái câu chuyện này có vẻ giống như là cái kiểu dạng đàn ông mà thích chinh phục đúng không? Đúng rồi, chỉ thích tán phụ nữ thôi, xong rồi thì cưa xong được xong rồi cái là biến mất. Không, cái này Misa có một ý kiến khác nha. Cái này Misa sẽ đứng về phía của nam nhiều hơn. Có nghĩa là trong một cái mối quan hệ khi mà mới bắt đầu, khi mà sau cái đoạn mà cưa cẩm với nhau rồi sẽ là cái lúc mà mình sẽ chơi chiêu với nhau một tí xíu, thì con gái thông thường khi mà nghĩ tới cái lúc mà đã được bạn kia tỏ tình rồi thì các bạn sẽ giống như là ý y lại và sẽ không làm cái điều gì khác để mà quyến rũ cái đối phương nữa. Thì cái chuyện mà đối phương là nam có hơi vô tâm với mình thì cũng chưa hẳn đó là một cái là cái sai của bạn nam. Có khi cái sai đã đến từ phía nữ trước, từ bản thân Vi không đủ ngọt ngào, không đủ quyến rũ bạn kia để mà bạn ấy phải luôn luôn quan tâm đến Vi. Từ đến cuối cùng á thì có nghĩa là em với bạn đó vẫn quyết định chia tay, bởi vì á muốn là dành nhiều thời gian của bạn đó cho những cái mối quan tâm khác nhiều hơn thay vì tình yêu. Ê, nếu mà một cái dạng có một cái dạng đàn ông mà giống như là làm Thanh nói thì có vẻ như là hơi kỳ ha. Tự nhiên đầu tư rất nhiều để mà phải cái này nó có một phần giống em nè, nó không phải là vô tâm đâu. Cái gì cũng giống em luôn á. Nó có một phần giống em, không phải là em nổ hay gì đâu nha. Tại vì khi mà như là mình xếp cái tình yêu, ví dụ như vô mình đạt được cái tình yêu đó rồi, nó giống như những cái chặng đua hay gì đó thì mình chạy bền, mình giảm sức xuống, mình chạy bền. Nó giống như là đầu tư nhỏ giọt. Ngày xưa là đầu tư theo kiểu đầu ấy, còn bây giờ thì mình đầu tư ít lại một tí. Coi như đây là cái dạng đàn ông là thích chinh phục nhưng mà chưa chắc hẳn là đã yêu một cách chân thành và thật sự. Đúng không? Nhưng mà ở bên đó con đàn ông nhiều nè thì Nhã hỏi là có khi nào mà các bạn nhiều việc tới mức độ mà mình nhiều việc quá cái xong cái mình quên đi cái việc là phải chăm sóc cái người yêu của mình không? Có chứ, đây nè thấy không, 11 giờ đêm đang đi quay nè, có được nghỉ đâu. Đó thì nhiều khi là bạn kia bạn bận thiệt thì sao em? Thiệt, cho nên nó là em mới bảo là không cần phải dành quá nhiều thời gian để gặp nhau, nhưng mà ít nhất là hãy thể hiện làm sao để cho người đó luôn cảm nhận là bạn đó được yêu thương và được quan tâm. Em đồng ý với chị Vy á, anh Bảo. Em đồng ý sao? Không, nói mà... em nói cho hay nha. Em nói cho hay nha. Em nói cho hay nha. Anh Bảo đứng gần em. Được cái bộ... Không, đứng gần em thôi để anh được nghe em nói rõ hơn thôi. Mời em. Em đồng ý với chị Vy, tại vì em nghĩ là con gái thì phải cần sự quan tâm á. Mà nếu mà đã không quan tâm nữa thì mình sẽ liên kết, mình sẽ nghĩ ngay đến là người đó không thích mình nữa, người đó chán mình rồi.
Và người đó thay đổi. Em cũng nghĩ giống chị Vy, anh Bảo nghĩ đúng không? Nếu mà nghĩ giống rồi nói anh chia ta. Thắc mắc lắm. Nghĩ giống anh gọi em cái cho anh nghĩ khác nha. Em gọi đây không, em với chị Vy là cùng chung một cái tuyếp người giống nhau á. À vậy đó hả? Trời ơi, hay quá. Bây giờ tới phiên cho anh nói nè. Ôm cái. Bây giờ là anh sẽ nói như vậy mà hai tiếp bạn trai em quan tâm tới em, đầu tư tất cả mọi thứ khoảng 2 tháng. Sau đó thì một tuần 10 ngày gì đó lơ là tụi em không quan tâm tới em nhiều hơn, người ta đã quan tâm tới em 2 tháng rồi. Thì bây giờ em phải chủ động quan tâm quan tới tâm người ta lại với người một ta. Tuần 10 ngày em đó. có chứ thật sự trước kia thì em quen ai á em cũng chẳng có cần phải chủ động nhắn tin quá nhiều hay là điện thoại này nọ kia hay là chủ động rủ đi ăn, nhưng mà em quen bạn này á thì em đã làm những điều đó. Vì em thích bạn một cách thật sự. Đúng, tại vì thấy cái sự quan tâm của người ta dành cho mình là có thật, cho nên là mình thích thật. Nhưng mà cuối cùng nhận lại là không phải như vậy, giống như là kiểu cố tình chọc tức em hay sao. Đôi khi là cái kiểu đó là cái kiểu giống như là Thanh nói đó, thích chinh phục thôi chứ còn yêu hay không là kiểu kiếm chuyện xong bỏ chạy. Đó là câu chuyện của em. Ở đây có ai không thích đàn ông vô tâm nữa? Em thì em cũng đồng ý luôn. Sự vô tâm của đàn ông khiến cho em không thể nào chấp nhận được. Cũng chứng như là câu chuyện của em thì em và bạn trai em đã quen nhau 3 năm. Thì trong 2 năm đầu thì anh ta rất là quan tâm em. Thường xuyên nhắn tin, thường có những cái cuộc hẹn đi chơi rất là vui vẻ với nhau. Nhưng đến năm thứ 3 thì cảm giác như là ảnh kiểu như anh nghĩ là mình thuộc về ảnh rồi, cho nên là không còn cảm giác quan tâm như lúc đầu nữa, không còn những tin nhắn những lúc em buồn hay gì đó cần chia sẻ thì anh cũng không có quan tâm đến. Hoặc là những ngày kỷ niệm hay gì đó anh cũng quên đi luôn. Anh nghĩ là quen nhau lâu rồi cho nên là nghĩ là của mình rồi, cho nên là không cần phải giữ hay là không quan tâm nhiều như lúc đầu nữa. Em cảm thấy rất là khó chịu luôn. Em cũng đã nhiều lần nói với ảnh là em không chịu nổi được như vậy, nhưng mà ảnh vẫn không thay đổi được. Cho nên là đến năm thứ 3 em đã quyết định chia tay. Tại vì em không chịu nổi được cái sự vô tâm của ảnh nữa. Nói chung là đang bình thường trong 2 năm đầu tiên vẫn nhắn tin vẫn nào nọ kia. Nhưng mà cuối cùng tự nhiên tới năm thứ 3 thì tất cả mọi thứ đó nó bị ít đi dần luôn, đúng không? Nhưng mà thật ra thì ảnh không có làm gì có lỗi với em cả. Cả hai đều không có làm gì có lỗi với nhau, nhưng mà sự vô tâm của ảnh khiến em không thể nào chịu nổi nữa. Sao con trai hay vậy quá hả? Không phải vậy đâu. Không phải là như vậy. Không phải là sau khi yêu nhau 2 tháng hoặc 2 năm rồi bắt đầu lạnh nhạt đâu. Cái tình cảm nó qua một cái giai đoạn khác rồi. Chán rồi. Cái con đường phía trước á còn khá là nhiều dự án cần phải quan tâm. Mình phải đầu tư những dự án khác nữa. Em hiểu xíu là nếu như mà đối với họ người đó an toàn rồi á. Đúng rồi. Người đó không có cần phải quan tâm nữa. Tại vì không phải là không cần, nhưng mà mình sẽ dành những cái khoảng thời gian đó để mình đi làm những cái việc khác. Và ví dụ giống như là họ chỉ sẽ thảo mai với những cô gái khác, có thể, nhưng mà đối với người mà họ đã tin tưởng rồi và có thể là tin rồi thì họ bắt đầu sẽ giãn dần ra. Mà cái sự giãn của họ giống như họ làm quá, nên thành ra cái cô gái này cũng sẽ nghĩ là ủa sao anh lại vô tâm như vậy. Đó, mà không để ý đúng không? Họ không để ý và họ bị quên. Nhiều năm rồi á thì thường là có thể là đàn ông người ta xác định người phụ nữ này là người đi với mình rồi, cho nên là đôi khi là người ta dồn hết, giống như Bảo nói là dồn hết những cái tâm trí của mình. Họ sẽ có những cái chuyện để công mà làm chuyện cái khác, công việc gì đó khác, chứ không có nghĩa là họ không còn tình cảm cho em nữa. Nhưng mà lúc đó, chính lúc đó mới cần cái sự thử thách, cái sự cảm thông với người phụ nữ. Đúng rồi, đó. Dĩ nhiên nhưng mà không là chỗ đó đó. Nhưng mà dĩ nhiên đó thì mới là lý do thôi. Cá nhân anh thì anh vẫn luôn nghĩ rằng là khi mà quen một mối quan hệ dù là bao lâu đi chăng nữa thì vẫn phải luôn luôn cố gắng làm nóng cái mối quan hệ của mình. Tại vì chắc chắn sẽ có những đoạn nó bị nguội lạnh đi. Quan trọng là mình biết cách nào mình tạo cái bất ngờ gì đó nhỏ thôi thì người ta cũng sẽ cảm thấy người ta vui rồi. Thì cái Bảo nghĩ là cái này là chuyện cả hai bên cũng cần phải hiểu cho nhau. Tiếng em một ngày về em xuất hiện trước công ty người ta, hoặc là em nói rằng là em ơi man mệt quá anh không đi đâu nè, nó kia để em chọc cho người ta giận, xong rồi em xuất hiện trước cửa nhà người ta. Xuất hiện trước cửa nhà ghi tờ giấy anh không vô tâm đâu. Đôi khi em làm như vậy là người ta cảm thấy quá dễ thương đúng không? Đó. Nói chung là hiểu cho nhau một chút xíu.